Càng gần tới ngày bầu cử, các thế lực thù địch càng triệt để sử dụng không gian mạng xã hội, vận dụng mọi chiêu trò thủ đoạn nhằm tác động vào tâm lý cử tri, kích động xúi dục người dân không đi bầu cử. Chúng rêu rao rằng cuộc bầu cử do Đảng Cộng sản lãnh đạo không thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân nên không cần đi bỏ phiếu. Bầu cử tại Việt Nam không có tự do, dân chủ. Bầu cử chỉ là màn kịch dân chủ do Đảng đạo diễn. Việc lựa chọn đại biểu Quốc hội nằm trong tay Đảng. Người trúng, người trượt đều được lựa chọn từ trước rồi, chứ không quyết định bởi lá phiếu cử tri. Họ cố tình họ xuyên tạc, họ cố tình họ không cố tình hiểu sai. Kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14 này có hơn 10 người do Trung ương giới thiệu về. Để trong đó có người dự kiến làm đại biểu Quốc hội chính sách, nhưng mà không trúng cử đại biểu Quốc hội. Đấy cũng chứ câu chuyện mà trúng cử hay không trúng cử là câu chuyện rất bình thường xảy ra. Ai cũng có thể trúng cử và ai có thể không trúng cử, mà cái quyền quyết định cuối cùng nằm ở người dân. Đây là những hoạt động, những luận điệu không hề mới, đã được các đối tượng sử dụng trong nhiều năm qua. Có các đối tượng là các tổ chức cá nhân mà phản động người Việt lưu vong. Một số các cá nhân ở trong nước mà bị xúi dục, kích động, móc nối nhận sự chỉ đạo của bên ngoài để thực hiện cái điều này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nhận thấy một số tổ chức ở bên ngoài do thiếu thông tin hoặc là thiếu thiện cảm thì đưa ra những cái bình luận, những cái thông tin nó sai lệch về chế độ bầu cử cũng như là tình hình chính trị đất nước. Qua kênh YouTube, kẻ phản động chuyên chống phá nhà nước đang sống lưu vong này đã trắng trợn phát tán thông tin, kêu gọi cử tri tẩy chay bầu cử bằng cách là không đi bầu hoặc gạch tên toàn bộ các ứng viên và viết tên người mình ủng hộ lên phiếu bầu, bao gồm các đối tượng phản động, trong đó có tên của chính y. Lợi dụng sự lan truyền nhanh chóng của mạng xã hội, một loạt các tổ chức phản động đã phát tán đủ loại thông tin tiêu cực với mọi thủ đoạn chống phá, kêu gọi tẩy chay bầu cử, xúi dục người dân không tham gia bầu cử. Tổ chức phản động Việt Tân đã lập mới hàng trăm tài khoản, củng cố hàng nghìn tài khoản cũ trên các mạng xã hội để đăng tải phát tán những thông tin tiêu cực, xuyên tạc về bầu cử, lôi kéo người dân tẩy chay bầu cử. Nhánh chân rết của Việt Tân lập nhóm Trung tâm thành lập Quốc hội Việt Nam Dân chủ 2021, lập ra website nhái theo cổng thông tin điện tử của Quốc hội nhằm đánh lận con đen, kích động người dân không đi bầu cử, kêu gọi các thành phần bất mãn, thoái hóa biến chất, tự ứng cử và tổ chức phản động có tên gọi Quốc hội Việt Nam Dân chủ 2021, phát tán tài liệu kêu gọi lôi kéo người dân tham gia. Mục đích của Việt Tân, rồi của chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa do Đào Minh Quân cầm đầu, của triều đại Việt và của một số thế lực phản động người Việt khác ở nước ngoài là lật đổ chính quyền hiện nay, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho phân tâm con người Việt Nam thôi, và làm cho xã hội Việt Nam mất ổn định, mất ổn định về lòng tin của nhân dân, sau đó dẫn đến mất ổn định về chính trị, thế rồi là cuối cùng là xã hội rối loạn, và như vậy nước ngoài có thể can thiệp. Cùng với sự chống phá quyết liệt của các tổ chức và cá nhân chống đối, không thể không kể đến sự câu kết của các trang báo nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam. Chiêu trò cũ rích của họ vào mỗi cuộc bầu cử vẫn là tung ra ý kiến sai trái của những kẻ lợi dụng tự ứng cử, phá hoại bầu cử. Hay một số ít những cá nhân bất mãn trong nước có thâm niên chống đối chế độ nhằm tác động tới cử tri, gieo rắc tâm lý hoài nghi, mất lòng tin vào cuộc bầu cử. Chúng tung tin bịa đặt, ứng cử viên không có chương trình hành động, cũng chẳng vận động tranh cử hay gặp gỡ cử tri thì biết thế nào mà bầu. Chúng nhằm vào sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để tung tin xấu, kích động tâm lý chống đối và đi đến xúi dục, không biết không bầu. Thế nhưng, những luận điệu xuyên tạc cũ rích này đã dễ dàng bị cử tri nhận diện. Nhiều người dân đã lên tiếng ngay tại các cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu trong giai đoạn vận động bầu cử. Đây là hiện tượng tuyên truyền phản động tại Việt Nam. Ở tất cả các nơi đều có treo những danh sách của ứng cử viên đại biểu và hội đồng nhân dân các cấp để cho nhân dân đến để mà đọc. Đấy, rồi đối với tiểu sử các ứng cử viên đều gửi cho các gia đình. Đấy, đây là sự mà rất là dân chủ để mà người dân tự lựa chọn những đại biểu của mình. Hiện nay với cái sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ, ví dụ như là máy tính và điện thoại, thì chúng tôi cũng không có gặp nhiều khó khăn lắm trong quá trình mà tiếp cận với thông tin về các ứng cử viên cũng như là các chương trình hành động của các ứng cử viên. Thì chúng tôi có thể được tiếp cận thông qua các cái tài liệu bản mềm, ví dụ như là thông qua email
hoặc là thông qua các cái kênh thông tin khác của báo chí đăng tải hàng ngày. Thực tế đã chứng minh, công tác chuẩn bị bầu cử đã, đang và sẽ tiếp tục được tiến hành một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, theo đúng quy định của pháp luật. Những đối tượng lợi dụng dân chủ để phá hoại cuộc bầu cử, lôi kéo xúi giục người dân không đi bầu cử sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Điều 95 luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thì có quy định là người nào mà có cái thủ đoạn lừa gạt, xúi giục, cưỡng ép hoặc là những thủ đoạn khác để cản trở công dân thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử thì tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Vâng, hiến pháp và pháp luật đã quy định quyền bầu cử thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam và không ai, không một thế lực nào có thể xâm phạm cũng như lợi dụng quyền bầu cử đó để phá hoại ngày hội của toàn dân tộc Việt Nam. Nhìn lại lịch sử từ năm 1946 trở về trước, dưới chế độ thực dân nửa phong kiến, công dân Việt Nam chưa khi nào được hưởng không khí tự do, dân chủ, chưa ai được cầm trong tay lá phiếu để bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước các cấp đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Để có được ngày tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 6 tháng 1 năm 1946, cả dân tộc đã phải đấu tranh hàng nghìn năm, phải đổ biết bao xương máu để mỗi công dân Việt Nam được thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng của mình. Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, trong bối cảnh hết sức khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quyết tâm tổ chức cuộc tổng tuyển cử, bầu ra quốc hội đầu tiên để mang lại tính chính danh, tính hợp pháp cho chính quyền non trẻ, đồng thời để người dân Việt Nam được thực hiện quyền ứng cử và quyền bầu cử của công dân một nước độc lập. Một ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử, Bác đã đưa ra lời kêu gọi quốc dân đồng bào đi bầu cử. Ngày mai mùng 6 tháng Giêng năm 1946, ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình và gánh vác việc nước. Ngày mai tất cả các bạn cử tri đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập tự do. Và vào ngày trọng đại ấy, dù đất nước còn chia cắt, cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội đầu tiên vẫn diễn ra trong cả nước. Ở phía Nam, bất chấp bom đạn của giặc Pháp, người dân vẫn đi bỏ phiếu rất đông. Ở phía Bắc, mặc dù phải đối phó với âm mưu phá hoại của kẻ thù, nhưng cuộc tổng tuyển cử diễn ra an toàn, người dân hân hoan đi bỏ phiếu trong không khí tràn đầy phấn khởi của ngày hội dân chủ. Ngày có thể nói là sung sướng nhất đời tôi, cũng như sung sướng nhất đời của nhân dân. Ai cũng thấy mình là người làm chủ, sống chế độ thuộc địa, người dân không có quyền gì hết. Thế cho nên từ ông già, bà già, từ thanh niên, phụ nữ, họ đến hòm bỏ phiếu như cái ngày đi chảy hội. Bầu cử ngày 6 tháng Giêng năm 46 đấy, đưa lại cái tính chính danh và tính hợp pháp cho chính quyền. Nhưng mà có một ý nghĩa khác cũng rất là quan trọng là người dân được lần đầu tiên thực hành dân chủ, quyền mà sau này hiến pháp gọi là toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Và nhân dân ủy quyền cho ai thì người đó mới có được quyền lực. Tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi, không phân biệt gái, trai đều có quyền bầu cử. Những quy định đầu tiên về quyền bầu cử được nêu rõ như vậy tại Điều 18 Hiến pháp năm 1946 và tiếp tục được khẳng định trong các bản hiến pháp sau này. Bầu cử là quyền cơ bản của công dân. Người dân cần phải trân trọng quyền này, quyền quyết định vận mệnh, tương lai của chính mình và của đất nước. Còn quy định nào bắt buộc hết cả. Mà đây là ý thức tự giác, là quyền của công dân. Là quyền của công dân. Và luật chỉ có quy định là không được đi bỏ phiếu thay. Chứ không có quy định là phạt hay là có những cái xử lý đối với những người không đi bầu cử. Qua bầu cử thì để họ nâng cao cái trách nhiệm chính trị của mình trong xây dựng nhà nước, xây dựng chính quyền. Tham gia bầu cử là quyền của công dân. Điều 6 của Hiến pháp năm 2013 nêu rõ, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp,
bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và thông qua các cơ quan khác của nhà nước. Do đó, nếu không đi bầu cử thì đồng nghĩa với việc cử tri đã tự từ bỏ quyền làm chủ đất nước của mình. Và hơn nữa, tẩy chay bầu cử hay bỏ phiếu trắng chính là thể hiện thái độ thiếu trách nhiệm đối với bản thân và tương lai đất nước. Nhớ lại cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, dù tàn tích chiến tranh ngổn ngang, dù thù trong giặc ngoài, nhưng nhân dân Việt Nam vẫn đồng lòng không từ bỏ quyền bầu cử thiêng liêng của mình. Và trong suốt 75 năm qua, với 14 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hàng chục cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, người dân Việt Nam đã sáng suốt lựa chọn ra những người đại diện cho tiếng nói và cho lợi ích của chính mình để lãnh đạo đất nước vượt qua khói lửa chiến tranh, giành lại hòa bình, xây dựng đất nước không ngừng phát triển đi lên như hiện nay. Vâng, và chúng ta cũng nhớ rằng là năm 1960, khi phát biểu tại Đại hội Nhân dân Thủ đô chào mừng các vị ứng cử Quốc hội khóa 2, Hồ Chủ tịch đã nói, lá phiếu cử tri có một giá trị rất cao quý. Nó là một dấu hiệu xác nhận rằng nhân dân thật sự làm chủ nước nhà. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp năm nay diễn ra trong bối cảnh rất nhiều khó khăn. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Việc tổ chức và đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị quan trọng này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong suốt một thời gian dài. Chính vì thế, việc đi bầu cử vào ngày 23 tháng 5 tới đây không chỉ thể hiện quyền làm chủ của cử tri thông qua lá phiếu, mà còn là cách để thể hiện trách nhiệm của người công dân với đất nước, chung sức, đồng lòng cùng các cấp chính quyền vì sự thành công trong một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Từ thực hiện giãn cách trong các hoạt động vận động bầu cử, khẩu trang, nước rửa tay luôn được chuẩn bị sẵn sàng, cho đến tổ chức vận động bầu cử trực tuyến, các địa phương đều triển khai nhiều phương án bầu cử trong nhiều tình huống của dịch bệnh. Mục tiêu cao nhất là thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định pháp luật, nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn của nhân dân. Trên toàn quốc hiện nay chúng ta đã có tổ chức tập huấn những nội dung mới phù hợp với tình hình Covid. Địa điểm mà bình thường thì chúng ta phải thực hiện cái 5K và có cái giãn cách. Thì đối với những nơi mà khu cách ly tập trung mà đông người thì có thể hình thành một tổ bầu cử ngay trong cái khu cách ly tập trung. Chính trong hoàn cảnh đó, mỗi công dân hơn bao giờ hết cần nêu cao trách nhiệm đối với vận mệnh đất nước thông qua lá phiếu của mình, cùng với các cấp chính quyền chung sức đồng lòng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đặt ra. Đối với các cái thế lực thù địch thì thường lợi dụng vào những cái lúc mà diễn ra các cái sự kiện quan trọng về chính trị của thủ đô, của đất nước, của nhân dân để đưa ra những cái thông tin bịa đặt, xuyên tạc. Thế nhưng mà nhân dân Việt Nam nói chung luôn có niềm tin vào Đảng, vào chính quyền. Lúc này ta cần phải tỉnh táo, cần phải phân tích những cái thông tin khi ta nghe được để ta đi theo hướng nào và ta làm gì. Đúng là bây giờ chúng ta đang rất khó khăn, dịch bệnh đang hoành hành. Nhưng tôi nghĩ rằng với cái tấm lòng của người dân Việt Nam, với trách nhiệm người dân Việt Nam để họ lựa chọn ra một cái cơ quan quyền lực cao nhất mà cái cơ quan quyền lực này sẽ mang tính chất quyết định cái sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Trong các mọi hoàn cảnh khó khăn thì người dân Việt Nam thì đều là đoàn kết thống nhất. Được cầm cái lá phiếu trên tay là thể hiện cái tinh thần dân chủ. Chúng ta xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo của dân, do dân và vì dân. Người dân là người có trách nhiệm lớn nhất đối với đất nước. Họ thấy trách nhiệm của họ là bảo vệ chế độ này, là xây dựng cái chế độ này, là xây dựng cái cuộc sống hiện nay ngày càng tốt đẹp hơn. Vì vậy người ta không bao giờ quên cái trách nhiệm của họ trong nhiệm vụ như là bầu cử. Mỗi cái lần chúng ta tổ chức một cuộc tổng tuyển cử phải là một lần hào khí dân tộc, ý chí dân tộc được thăng hoa. Người dân Việt Nam phải cảm thấy cái giá trị của cái tờ phiếu trong tay mình đi bầu đại biểu. Và họ gửi gắm vào đó niềm tin, gửi gắm vào đó và khát vọng. Vâng, vậy là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần. Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thì âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch cũng ngày càng quyết liệt, manh động, liều lĩnh và trắng trợn. Tất cả đang đặt ra những thách thức chưa từng có cho công tác bầu cử của nước ta. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần hiểu rằng đằng sau luận điệu tẩy chay bầu cử
chính là âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá đảng, chống phá chế độ, làm tổn hại tới sự ổn định và phát triển của đất nước. Tình hình đó đòi hỏi mỗi công dân cần nêu cao trách nhiệm đối với tương lai đất nước thông qua lá phiếu của mình, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước. Sự đồng lòng, đoàn kết chính là sức mạnh to lớn để đảng ta vững vàng chèo lái, dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn này. Đây sẽ là những vũ khí sắc bén nhất để đập tan những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định, đóng góp vào thành công trong ngày hội lớn nhất của đất nước.